Ban tổ chức Miss International Queen Việt Nam 2023 nhận sai, chấp hành quyết định xử phạt. Tối ngày 11 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 đã chính thức có phản hồi với công chúng về những ồn ào sau đêm chung kết. Miss International Queen Việt Nam MIQVN là cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới trong đêm chung kết diễn ra vào tối mùng 8 tháng 4. Nguyễn Hà Diệu Thảo đã xuất sắc là người chiến thắng. Thế nhưng sau cuộc thi, đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết cuộc thi người đẹp chuyển giới này chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Đến tối ngày 11 tháng 5, sau hơn một tháng diễn ra đêm chung kết, thì trang chủ của MIQVN 2023 mới chính thức đưa ra những phản hồi trước công chúng. Ban tổ chức MIQVN 2023 cho biết đã nhận thức được sai phạm trong khâu tổ chức và nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Ekip MIQVN cho hay, ngay sau khi ban tổ chức chương trình MIQVN, đại sứ Hoàn Mỹ, ban tổ chức nhận được thông báo từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chương trình MIQVN, đại sứ Hoàn Mỹ. Ban tổ chức đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình. Qua thực hiện chương trình, ban tổ chức đã nhận thức được lỗi sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình MIQVN, đại sứ Hoàn Mỹ và đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ban tổ chức xin được trình bày để quý khán giả, các bạn hiểu rõ hơn về nội dung, mục đích khi thực hiện chương trình MIQVN, đại sứ Hoàn Mỹ. Cùng với đó, ban tổ chức khẳng định chương trình MIQVN 2023 được tổ chức dựa trên mục đích mang lại những giá trị tích cực chứ không đi ngược với đạo đức, truyền thống của người Việt Nam. Ban tổ chức cho biết các thí sinh khi tham gia cuộc thi không phải đóng phí, khán giả đến xem chương trình cũng không phải bỏ tiền mua vé. Về lý do dẫn đến sai phạm trong khâu tổ chức MIQVN 2023, ban tổ chức cho hay, bản thân ban tổ chức cũng là một công ty trẻ, cùng với đó là những băn khoăn, trăn trở vì chưa có một nghị định rõ ràng nào cho chương trình sắc đẹp của người chuyển giới. Chính vì thế, ban tổ chức còn nhiều hoang mang trong quá trình xin giấy phép tổ chức, dẫn đến trường hợp như hiện tại. Sau trường hợp này, ban tổ chức đã có thêm bài học và kinh nghiệm để tổ chức chu toàn hơn ở những chương trình sau. MIQVN 2023 là cuộc thi tìm kiếm người đẹp để đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới MIQ. Trước đêm chung kết, cuộc thi từng tổ chức đêm bán kết cũng như các tập truyền hình thực tế phát trên fanpage và YouTube chính thức. Hồi tháng 2, buổi họp báo do công ty Hương Giang tổ chức đã bị hủy ngay vào phút chót vì không được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp phép. Đại diện của Sở cho hay cuộc họp báo bị hủy vì hồ sơ xin cấp phép họp báo chưa đầy đủ. Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 13 tháng 4, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau khi nhận được thông tin cuộc thi người đẹp đại sứ Hoàn Mỹ 2023 MIQVN diễn ra tại phim trường Zoom Media, phường Tân Thứ Nhất, quận 12, Thanh tra Sở phối hợp với đội an ninh công an quận 12 và phòng văn hóa và thông tin quận 12 đến kiểm tra. Qua làm việc, đoàn đã yêu cầu đơn vị dừng chương trình do không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao. Nhưng đơn vị không chấp hành mà vẫn tiếp tục thực hiện chương trình. Biên bản ghi nhận sự việc được lập vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 8 tháng 4 và kết thúc vào lúc 22 giờ 30 phút đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment, đại diện là ông Trần Hữu Hiệp ký tên vào biên bản. Bà Hạnh thông tin.